Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 2023. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 258. Những đức gặp mấy vị Phật tử này, kể những đức nghe mấy câu chuyện niệm Phật mà cảm ứng thù thắng vô cùng. Có câu này cô kể rằng là khi cô nghe mình giảng pháp, mà những đức kể mấy công đoạn mà khi mới đi xuống đây đồ, khi ở đây muỗi rất là nhiều mà vui vẻ cho nó chích rồi niệm Phật, mà từ từ muỗi từ từ không có nhiêu hết chưa. Thì cô đến một cái nơi nọ, nơi đó muỗi nhiều dữ lắm. Cô nói rõ ràng cảm ứng này, cả đêm vậy mà nó bu của con, nó chích quá trời luôn. Xong con ngủ không được, con thành tâm con cứ niệm Phật, con tha thiết con niệm Phật mà để cho nó chích luôn thầy. Vậy đó mà suốt mấy đêm, rồi tới đêm thứ tư là tự nhiên hết, không biết bay đâu mất tiêu hết chưa. Rõ ràng nếu như mà mình tu hành mà gặp những sự cố gì trong cuộc đời, mình cứ miết mình niệm Phật, tha thiết niệm Phật, đừng có bỏ cuộc, thì chắc chắn sẽ có kết quả. Khi như Đức nghe những câu chuyện gì như Đức nói, thì mình đã từng trải qua quý vị. Mình gặp sự cố gì trong cuộc đời mình cũng cứ niệm Phật, thì niệm Phật chân thật, nhiệt tình niệm Phật thì tự nhiên nó đều qua hết chưa. Chỉ cần mình có tâm quyết là nó qua hết chưa. Cái nắm chắc có Phật hiểu mà niệm thì nó qua. Vì đây là rõ ràng 100%. Rồi cô kể thêm câu chuyện. Cái người này bị bệnh ung thư, mà ung thư bao tử quý vị. Mà nói rằng là mỗi lần ăn cơm là máu nó, quý vị, nó cứ miệng nó cứ ọc máu ấy. Cứ ọc máu ấy. Ban đầu thì nó ọc ra ít thì nuốt vô lại luôn, nhưng mà từ từ rồi thì nó ọc ra càng ngày càng nhiều. Mà ọc ra càng ngày càng nhiều máu dữ lắm, bao tử giống như nó lủng, giống như lao luôn rồi đấy. Nặng quá nặng. Mà từ khi nghe Pháp Môn Tịnh Độ rồi niệm Phật, mà cái tâm niệm Phật này nó cảm ứng nè quý vị. Cái tâm này nè, cái tâm mà mình giống như mình niệm để mình cầu sanh cực lạc, bỏ mạng. Cái tâm mà gọi là niệm Phật cầu sanh cực lạc là bỏ mạng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Cái tâm đó giống như dùng cái tâm mà bỏ mạng niệm Phật luôn để cầu sanh cực lạc. Cứ tha thiết cái tâm tính niệm Phật đó, đó thì tự nhiên có cảm ứng. Có cảm ứng liền. Thì cái cô này cũng nói rằng khi mà cái tâm nó phát lên niệm một thời gian ngắn thôi, tự nhiên nó chuyển nghiệp. Nó không chết mà nó chuyển nghiệp. Thì rõ ràng án tổ nghe nói, người niệm Phật khi gặp bệnh đau tiếp tục niệm Phật cầu sanh cực lạc, thọ mạng còn thì tiêu nghiệp hết bệnh, mà thọ mạng hết thì được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh. Thì thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh. Còn nếu như thọ mạng hết mà cái tâm tính nguyện niệm Phật đó cầu sanh cực lạc thì được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh.
Chỉ cần duy trì được cái tín nguyện niệm Phật là thành công. Nhớ, duy trì được cái tín nguyện niệm Phật thì thành công. Còn cái người mà không duy trì được cái tín nguyện niệm Phật thì thất bại. Giống như mấy cái chú kia ông gặp những đứa ông kể 45 năm ăn chay niệm Phật, mà khi cuối cuộc đời thì đòi gặp bác sĩ, đòi trị bệnh. Thì cái bụng to lên gì và nó ói ra hai thao máu, rồi chết luôn. Cái quan trọng của bạn là bạn gặp pháp môn Tịnh Độ thì bạn có tín nguyện hay không. Tín nguyện của bạn có kiên cố hay không mới là quan trọng. Dù bạn có tu lâu bao nhiêu năm đi chăng nữa, nếu như mà không có tín nguyện kiên cố thì bạn thất bại. Còn tín nguyện mà kiên cố thì bạn thành công. Nhớ, tín nguyện mà kiên cố thì thành công. Mà tín nguyện không kiên cố thì thất bại. Nên có những người tu Tịnh Độ mà họ lang thang luôn. Họ nay gì mai khác, là do tín nguyện họ không kiên cố. Nếu như tín nguyện họ mà kiên cố là chắc chắn mục tiêu tu họ chuẩn xác. Mục tiêu tu chuẩn xác, cái này rất là quan trọng. Nên mỗi một người mà khi gặp Tịnh Độ phải nhớ là gây dựng tín nguyện mình cho cực kỳ mạnh thì thành công. Nên pháp môn Tịnh Độ này là pháp môn đại thù thắng. Nhưng mà cái người gặp được Tịnh Độ này mà tu mà có kết quả hay không là do cái lòng tin của mình và nguyện của mình. Nếu lòng tin của mình và cái nguyện của mình mà không tha thiết thì không có kết quả gì hết. Phải nhớ. Nên mỗi một người mình, khi mình niệm Phật, mình nghe những câu chuyện gì rồi, nó tăng lòng tin cho mình lên nhiều dữ lắm. Tại vì con người chúng ta ai cũng sẽ gặp những việc này việc kia trong cuộc đời, rồi mình cứ gây dựng niệm Phật. Còn gặp bệnh đau mình cứ miết niệm Phật. Mình đã niệm Phật và phát nguyện cầu sanh cực lạc rồi, thì cái việc mà bệnh đau đến với mình thì chỉ có cầu sanh cực lạc thôi. Thì cái cơ hội của mình thành công rất là cao. Còn nếu như mà mình không cầu sanh cực lạc, sao mình thành công? Mình niệm Phật dù cả đời, nhưng mà khi cuối cuộc đời mình là mình hướng đến con đường khác, vì mình thất bại như câu chuyện cái chú cũng kể 45 năm ăn chay niệm Phật mà khi cuối cuộc đời là gì? Cầu trị bệnh, máu ọc ra hai thao và chết luôn. Nên mỗi ngày phải cần rèn luyện mình trong mọi hoàn cảnh để làm chi? Duy trì được cái tâm tu, duy trì được cái tâm tu cầu giải thoát. Nên mỗi một người chúng ta gặp cái pháp môn Tịnh Độ này là pháp môn đại thù thắng, nhưng đòi hỏi cái tín nguyện của bạn như thế nào. Nên ngày nào những đứa cũng gầy dựng ngay cái tín nguyện niệm Phật. Ngày nào cũng gầy dựng ngay cái tín nguyện niệm Phật. Cứ gầy dựng cái tín nguyện niệm Phật hoài vậy đó. Có nhiều người chúng ta niệm Phật giết rồi quý vị, giống như mình niệm cho qua ngày đoạn tháng, nó mất đi cái tâm cầu sanh cực lạc luôn. Nên cái cách chia sẻ của những đức là nó gầy dựng quý vị, nó gầy dựng. Giống như nó mồi lửa cho mình. Nếu như mà mình không mồi lửa gì là có khi mình nhạt nhẽo. Mình tu với giết mình nhạt nhẽo luôn vậy đó. Mình tu nhưng mà mình nhạt nhẽo. Mình không có cái cảm giác sâu sắc đối với cái việc niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên mỗi một người mình phải càng gầy dựng tín nguyện tín tâm cho thật là kiên cố. Những đức luôn luôn cái nhấn mạnh gì đến chi? Hàng Phật tử niệm Phật mỗi ngày được nghe gì để mà cái tâm tu niệm Phật của mình nó không giải đãi. Quý vị nhớ, mình tu niệm Phật mà mình mà giải đãi, nó hạ cái tâm xuống một phát,
lấy lên khó lắm. Nên càng mòi để mà cái tâm mình nó cứ tăng lên, tăng lên, tăng lên, nó đừng có hạ xuống, mà cái tâm nó phải tăng lên. Tín nguyện niệm Phật phải tăng lên. Nhớ, cái này cực kỳ quan trọng. Cái chia sẻ mà nó cô động là gì? Là càng mỗi ngày mình phải được quân tập, quân tập, quân tập, quân tập. Cũng như những đức hướng dẫn mà ngày nào cũng nín thở một hai lần để nhắc mình. Ý niệm cuối cùng là ý niệm gì? Để nhắc gì vô thường, khi bất cứ lúc nào cơn vô thường đến là chúng ta hướng về Tây Phương Cực Lạc. Khi cơn vô thường đến cái là mình hướng về Tây Phương Cực Lạc. Người tu Pháp Môn Tịnh Độ mà bỏ cuộc là ngay cái chỗ nhạt nhẽo. Bỏ cuộc là ngay cái chỗ nhạt nhẽo. Nên cái chỗ nghe Pháp là chuyện cực kỳ quan trọng. Để gây dựng tín nguyện, tín tâm kiên cố mà tu không thay đổi. Nếu không là nhạt nhẽo liền. Nên mỗi một người mình gặp Phật Pháp mà để cho qua ngày đoạn tháng cuối cùng cuộc đời mình phương hướng bị lệch, uổng lắm mấy vị. Phương hướng khi lệch rồi rất là uổng luôn. Uổng. Nên chúng ta tu tịnh độ này cứ mòi hoài đi. Bây giờ quý vị coi văn tự gì xa vời chứ. Bao nhiêu văn tự gì xa vời làm gì? Văn tự xa vời mà nó lệch còn không bằng là văn tự mình nhắm mục tiêu chuẩn. Khi văn tự mình nhắm mục tiêu chuẩn rồi thì mình cứ như vậy mà niệm Phật. Cứ như vậy mà niệm Phật, cứ như vậy mà niệm Phật. Mình không có giải đãi. Tại vì mục tiêu niệm Phật là Phật trước. Nên mình dù có học bao nhiêu văn tự thì cũng quy về là niệm Phật thì Phật trước. Nên cuối cùng là mình gầy ngay chỗ câu niệm Phật là mình lượt qua tất cả văn tự. Mình lượt qua tất cả văn tự để mình niệm một câu Phật hiệu để Phật trước thôi. Còn từ khi cái người mà người ta tiêu khiển thời gian qua văn tự thì ta thích học tập, thích học tập. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế người nói một câu: ở cái cõi này quý vị có học nhiều những vị không thông, thà quý vị niệm Phật sanh cực lạc đi. Vì gì cực lạc đi rồi quý vị học tập nó sẽ thông. Quý vị ở thế giới cực lạc quý vị nghe môn nào quý vị cũng thông, nghe môn nào cũng thông. Nhưng quý vị ở cõi này vì học nhiều không thông, không thông mà nó còn tạp, không thông mà nó còn tạp. Khi tạp rồi là khó thành tựu con đường giảng sanh. Nên phải càng học chuyên, càng học chuyên. Cứ nói thế giới cực lạc thù thắng, đời này chúng ta phải quyết tâm về cực lạc chiến đi. Còn mình về cực lạc một chiến đi rồi quý vị muốn học môn nào đó học. Và tôi không phải nói gì đó. Giống như dẫn dụ mình là mình cứ về cực lạc chiến đi. Bây giờ còn là kẻ phàm phu đầu óc có giới hạn, tuổi thọ giới hạn, mà mình nghe nhiều biết nhiều hiểu nhiều sao thành công? Nghe nhiều biết nhiều hiểu nhiều thì không có thành công. Nên càng chuyên, chuyên thì mới thành công, chuyên tu mới thành công. Nhớ. Hiểu được những nguyên lý này rồi quý vị tu sẽ có kết quả lớn như lắm. Kết quả tu rất là lớn. Nó ung đúc cho mình cái việc niệm Phật gì. Quý vị sao giải đãi được? Hàng Phật tử quý vị công nhận rằng bây giờ mình nghe mỗi ngày gì mình không có giải đãi niệm Phật. Rồi những người mà nghe nhiều biết nhiều từ từ người ta nghe mình mà đủ duyên người ta nghe mình cái ta nhận thức, ta ngồi suy nghĩ lại liền. À đúng rồi. Mục tiêu mình tu để cầu giải thoát, mình niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Mà niệm Phật là Phật trước. Bây giờ mình có học bao nhiêu văn tự đi chăng nữa thì cũng là niệm Phật. Mà bao nhiêu năm nay mình học quá trời luôn rồi, bây giờ thôi mình chuyên niệm Phật phước cho rồi đi. Mình chuyên niệm một câu Phật hiệu này đi. Thì khi người ta niệm một câu Phật hiệu này rồi, tự nhiên đầu óc ta nhẹ nhàng thoải mái, người ta có kết quả liền vậy đó. Câu Phật hiệu này người ta niệm cái là tự nhiên có kết quả liền. Nên mỗi một con người mình gặp Pháp Môn Tịnh Độ này phải nhận thức.
Khi nhận thức được sâu sắc được rồi, mình mới thấy đúng là phóng môn tịnh độ thù thắng. Nhưng mà mình phải trải qua những sự việc này, sự việc kia, sự việc nọ. Rồi lúc đó mình niệm Phật mình vượt qua. Rồi lúc đó quý vị mới cảm giác được câu Phật hiệu quá thù thắng. Nó giống như những việc nhỏ nhỏ thôi, như những đứa kể thôi. Mũi bao vây đầy hết chứ, để cắn luôn. Niệm Phật một phát, 2-3 ngày sau không biết đi đâu, kéo mất tiêu hết chứ. Nó cảm ứng đấy chứ. Rồi ăn cơm mà đến nỗi máu ọc ra mà niệm Phật, cầu sanh cực lạc liều mạng luôn. Gì mà hết. Có nhiều người tin ta nghe tịnh độ quý vị, nhưng mà người ta nói gì nè. Người ta nói gì nè. Ta nói rằng là thí dụ như bệnh tình gì mà chữa được, tại sao không đi chữa đi. Người ta vẫn không hiểu quý vị. Người ta vẫn không hiểu cái nguyên lý là có người mình rèn luyện cái niệm Phật cầu sanh cực lạc là vì mình tính thỏa mãn. Có người khi thỏa mãn còn, dù nó bệnh lên bờ xuống ruộng nó cũng không chết. Mà có người khi mà thỏa mãn hết, khi thỏa mãn mà đã hết rồi thì tức khắc cái chết sẽ đến liền. Nên nhà Đức nói rằng cái thỏa mãn mà hết rồi, mình đi mình té nhẹ nó cũng chết. Mà thỏa mãn mà còn rồi thì nó không chết. Thỏa mãn còn là không chết. Nhưng mà cái thỏa mãn hết đi té nhẹ cũng chết. Nó phải, quý vị phải nhớ chỗ này. Hiểu được nguyên lý này rồi là tự nhiên quý vị sẽ có kết quả. Niệm Phật sẽ có kết quả liền, chắc chắn. Nên càng gầy dựng tính nguyện, tính tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc là như vậy. Nếu nguyên lý này vì không hiểu, vì nghĩ rằng ô bệnh này trị được mà sao không đi trị đi. Nhưng mà lạ thay vì trị bệnh rồi, cái tính nguyện vị nó giảm tối đa luôn. Có nhiều người ta niệm Phật mà người ta đụng cái đi tìm thuốc, đụng cái đi tìm bác sĩ thì tính nguyện giảm tối đa. Nên cái khác nhất của cái người niệm Phật cầu sanh cực lạc này, nếu bạn không cầu sanh cực lạc mà bạn muốn đi trị gì trị, cái chuyện đó của bạn, tại vì bạn đâu có niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mà bạn niệm Phật cầu này cầu kia rồi thôi. Niệm Phật chơi chơi, tu chơi chơi vậy thôi. Còn nếu như bạn là người tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thì tức khắc bạn chỉ là gây dựng cho bạn để cuối cuộc đời bạn là mục tiêu con đường đi đó là niệm Phật sanh cực lạc. Hoàn toàn mình tin vào số mạng hết luôn quý vị. Thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh mà thọ mạng hết, được Phật A Di Đà tiếp dẫn giáng sanh. Người ta nghĩ rằng ô cái bệnh này do không trị bệnh mà chết. Tầm bậy. Đâu có tính gì đâu. Mình học Phật phải hiểu sâu định lực nhân quả này chứ. Làm gì có cái chuyện không trị bệnh này cái chết. Mà là thọ mạng nó đến lúc chết là nó chết. Bác sĩ chỉ là trị cái bệnh mà thọ mạng chưa hết. Còn cái mạng mà hết, dù cho thuốc tiên trị cũng được. Thọ mạng mà hết là thuốc tiên trị cũng được. Nó nói rằng là Diêm Vương đòi người này canh ba thì người này không lưu lại canh tư. Đòi người này canh ba thì không lưu lại canh tư. Nguyên lý này quý vị phải hiểu. Hiểu rồi thì chắc chắn quý vị sẽ đi sâu vào pháp môn tịnh độ liền. Chắc chắn luôn. Người tu tịnh độ những nguyên lý này khi hiểu hết thì chắc chắn quý vị gây dựng liền. Nên có những chú, những cô ở phương xa rồi nghe những đức mỗi ngày mà khi người ta gặp là người ta nói những đức nghe đúng là người ta hành trì thiệt tình luôn. Tại vì người ta nghe mình nhắc nhở là cái thắng này nó vô thường quá. Nó đã cái thắng này nó quá vô thường rồi, con người mình bây giờ mà mình mà không chịu gầy dựng thì khi nó cơn vô thường đến bất tử trở tay không kịp. Nhiều người, con người mình nói không tu thì không nói làm chi. Còn cái việc mà tu mà có những người mình cũng là mình để cho qua ngày đoạn tháng lơ là. Nên người tu hành người ta dùng nhiều cách để gây dựng người ta về nhìn nhận vô thường sâu sắc. Người ta không có giải đãi, người ta nhìn nhận vô thường sâu sắc thì tức khắc người ta tiến tu. Tiến tu liền không bao giờ mà người ta lùi lại đâu quý vị. Nên cái người niệm Phật không có cầu những cái mà gọi là mà như là mờ ảo quá. Không có cái việc mà vi diệu rồi nó diệu kỳ rồi này kia, không có cần cầu cái những cái chỗ đó, mà chỉ là gây dựng tính nguyện, cứ gây dựng tính nguyện. Miễn làm sao mà quý vị thấy cái sự tu mình có kết quả là ngay chỗ bất cứ một sự cố gì đến với mình là mình gây dựng tính nguyện, bất cứ một sự cố gì đến với mình là mình gây dựng tính nguyện.
luôn luôn là gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, mục tiêu là duy trì vậy thôi để bị thành công. Nhớ. Còn mình mà không gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc là quý vị thấy quý vị tu dù mấy chục năm đi chăng nữa, mà đụng cái là quý vị thay đổi cái tâm, đụng cái là chuyển hướng khác. Giống như bây giờ mình là người niệm Phật mà nghe ai nói gì hay là cũng tấp vô. Mình bị giống như nó không có quy nhất cái tâm, không có dành hết lòng hết dạ cho bổn nguyện, thì tức khắc quý vị biết quý vị niệm Phật nhưng công phu không đắc lực. Cái công phu đắc lực là toàn tâm toàn ý chỉ có một câu Phật hiệu để quyết chí đời này sanh cực lạc. Nghĩ rằng vừa cực lạc đi rồi học nghe cái gì cũng được, nhưng còn ở cõi này nó còn dòng do tâm quắc, nó còn ở cõi này là nó còn vô thường bất tử lắm, nên mình chỉ biết về cực lạc thôi. Nên cái tâm này là quý vị phải gầy dựng, phải gầy dựng cho cực kỳ mạnh thì nó mới thành công được. Nam Phật tử ngày nào mà những đứa cũng siêng năng nhắc mình để nhắc quý vị cái điều này, ai mà là người muốn đời này về cực lạc thì cứ như vậy mà chúng ta gầy dựng. Còn nếu như bây giờ mà quý vị muốn lang thang thì tùy quý vị, những đứa cứ nói hoài gì luôn, ai nói cái gì những đứa cũng nói hoài gì luôn. Vì sao? Vì mục tiêu của mình là đi về cực lạc mà, là niệm Phật thôi quý vị. Nghe cái gì sao vờ kia, nghe tùm lum tùm la, nghe nhiều gì. Còn cái người mà ta muốn biết văn tự, muốn cái này cái kia cái nọ thì người ta đi tìm kiếm. Còn mình bây giờ đời này mình muốn về cực lạc chiến nè, nên bây giờ mình nhắc nhau hoài về cái chuyện niệm Phật cầu sanh cực lạc gì thôi. Đó, ai mà thích thì cứ như vậy mà tu. Những đức gì sao nói gì được hoài, vì cảm giác được niệm Phật thù thắng, cảm giác được niệm Phật thù thắng nên mới nói gì hoài. Còn nếu như những đức mà không cảm giác niệm Phật thù thắng thì những đức không có nói gì hoài. Nhưng những đức cảm giác được niệm Phật thù thắng nên những đức cứ nói gì hoài. Nên mỗi một người chúng ta phải nhận thức. Khi nhận thức được thì quý vị mới thấy pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thù thắng, tuyệt vời lắm. Chính những đức đã trải qua mười mấy năm nay niệm Phật, gặp bao nhiêu sự thử thách thăng trầm, những đức cứ niệm Phật thôi. Bao nhiêu sự thử thách thăng trầm sao những đức cũng niệm Phật à? Thì tự nhiên cái tâm tu tịnh độ của mình nó kiên cố tâm vậy lắm. Tại vì miết ngay câu Phật hiệu là quý vị có cái kết quả liền. Cứ miết ngay câu Phật hiệu là quý vị có kết quả. Cứ miết ngay câu Phật hiệu đó đó, tại vì cho thấy thành công cực kỳ rạng rỡ và lớn lao. Nó nhắc vậy đó, quý vị cứ đi đứng nằm ngồi siêng năng niệm Phật, tinh tấn niệm Phật. Như có một cô đến, cô kể, cô đeo cái máy niệm Phật gì nè. Cô đi đến cái nơi người tâm thần ta ở, rồi đi đến cái nơi đó tại vì cũng là quen cái người bạn hay gì đó, cũng học cao lắm mà tự nhiên sao nó bị thần kinh rồi bị tâm thần rồi đến đó thăm. Vì đó mà tự nhiên cô bắt cái điệu niệm Phật lên, cái tự nhiên cái người đó người ta nghe một cái khi người ta nghe cái điệu niệm Phật niệm lên, cái người tâm thần đó họ nói một câu gì này. Khi nghe điệu niệm Phật thì trong cái danh hiệu niệm Phật có câu nói rằng niệm Phật và lễ Phật đi sẽ hết bệnh. Cái tự nhiên quỳ xuống niệm Phật lễ Phật, niệm Phật lễ Phật lia lịa chứ. Xong thấy gì cô này cô tặng cho cái máy niệm Phật. Vì đó mà niệm Phật lễ Phật, niệm Phật lễ Phật suốt mấy ngày, tự nhiên đầu óc của này tỉnh táo lên. Nó có nghĩa là nó có những cái mà con người ta gặp tịnh độ và tu tịnh độ, nó bất chợt tự nhiên cái là duyên đến, nó tiếp nhận liền, nó có kết quả liền. Nên mỗi một con người mình cứ tin sâu định lực nhân quả đi. Chừng nào người thân mình tu, và người này tu cả đời, người này tu giữa chừng bỏ cuộc, người này vì người kia nọ sao sao, nó rõ ràng hết về định luật nhân quả. Nhớ nghe quý vị, về định luật nhân quả nó rõ ràng hết hoàn toàn luôn. Nên mỗi một con người mình cứ tin sâu 100% thì tự nhiên mình hoàn toàn tâm toàn ý mình dành cho bổn nguyện Di Đà liền. Thế mình hiểu rồi, mình cứ lo mình tu à, mình cứ lo mình duy trì được mình an lạc tự tại, rồi tự nhiên vô hình chúng mình đổ người thân mình bất chợt. Còn nếu như mình mỗi ngày mình cứ lọ mọ đi theo họ, mình khuyên mình nhắc hoài, họ không vừa bụng không chịu họ mình cũng làm hoài, vậy là mình thất bại, mình tự chuốc phiền não. Mà họ nhìn mình vậy họ cũng không chịu tu.
Nên mình làm sao mà mình cứ tùy duyên, rồi mình cứ lo tu là tự nhiên nó có kết quả. Nên những điều những Đức chia sẻ đây quý vị nhớ, muốn chuyển được người thân trước nhất chuyển mình, chuyển cái tâm dính mắc của mình dành cho họ thành dính mắc Ai Di Đà Phật. Còn nếu như mình niệm Phật mà mình để dính mắc họ, không bao giờ độ được họ. Mình niệm Phật làm sao mình dính mắc Phật Ai Di Đà, chuyển cái tâm dính mắc họ thành chuyện dính mắc Phật Ai Di Đà thì sẽ độ được họ. Mà quý vị càng tu càng an lạc. Còn quý vị niệm Phật mà quý vị lại dính mắc người thân, quý vị sẽ khó có an lạc và cũng không độ được người thân luôn. Nên muốn độ được người thì phải buông người ra mới độ được người. Nếu như bây giờ tay này cũng cầm, sao quý vị tiến? Phải cầm là chọn mục tiêu cầm, rồi nó mới phát triển. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả người niệm Phật, gây dựng tín nguyện kiên cố niệm Phật cả đời không thay đổi. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.